Cho các chị một cái mẫu này đây. Ai mà yêu sự nữ tính này, dịu dàng, công chúa, baby thì các chị sẽ chọn cái màu bạc này nhá. Rất là duyên dáng, rất là nữ tính và rất là điệu đà này. Đấy, trắng bạc lấp lánh luôn. Đế thì dày dặn chắc chắn, cao 3 phân, 5 phân, 7 phân nhá. Tùy các chị chọn này. Khi mà mình ở cái ánh đèn trắng này thì thấy bình thường thôi, nhưng mà khi mà các chị lên sân khấu ấy thì nó sẽ với cái ánh đèn sân khấu 7 màu nó sẽ lấp lánh lên rất là đẹp các chị nhá. Đấy, ai mà yêu màu trắng, đội nào yêu màu trắng. Giày khiêu vũ thể thao bên em đây các chị nhá. Đấy, lụa đỏ tươi này. Đấy, bản đế cực kỳ dày dặn chắc chắn này. Đế su này. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Ôi đẹp lắm này, lụa đỏ tươi, đỏ chói luôn. Đấy, giày rất là phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn này. Có thương hiệu đàng hoàng. Các chị đi được kiểm tra hàng, yên tâm là đi nha. Đi này, bản đế này, em quay cho chị xem. Giày nó phải chắc chắn, nó phải đẹp như này chứ, đúng không ạ? Đấy, vẻ đẹp không? Đấy, lên form đây. Rất là đẹp nha các chị nha. Đế này, da chắc chắn luôn, đôi này 7 phân này. Các chị thấy form đế không? Đi cực kỳ là chắc chắn chân nhá. Bản đế thì dày dặn đế su này, nhũ óng ánh này, vàng kết hợp dây vàng óng. Ủi, đôi này mà đi lên sân khấu thì phải nói là đẹp nhức nhối luôn. Chắc chả cả sàn có một mình có một cái đôi đẹp như thế này. Đấy, đẹp không? Đi đôi này thì cực kỳ là tôn dáng này, sang trọng phần gót, lóng lánh phần mũi. Đấy, với cái bản đế xốp mút thì đi rất là êm chân nhá các chị nhá. Test thử lô hàng cho các chị xem nhá. Vừa mới xuất xưởng xong, ui một cái đôi gọi là siêu phẩm luôn các chị ơi. Đẹp mê hồn luôn này. Được phối giữa màu đỏ và màu đen, trông rất là sang trọng nhá. Đây là chất lụa óng ánh bóng rất là đẹp luôn. Đây, test thử cho các chị xem. Đế su chắc chắn đi không bao giờ trơn trượt này. Ui đẹp quá. Đen đỏ óng luôn. Tuyệt vời luôn á. Ôi này, đấy đây là lô váy nhà em chuẩn bị xuất xưởng đấy chị nhá. Ôi đây này, đây là giày dép đây này. Rất là nhiều mẫu hot hit luôn. Đây một mẫu tiếp theo đây các chị ơi. Mẫu này là dành cho các chị sành điệu nhá. Ôi sành lắm ấy, đây này. Trời ơi, em thấy sành quá cơ ấy. Nhưng mà chị này thì phải nói là người mẫu luôn. Chị cao gần 1m7 đấy. Chị xinh như công chúa ấy. Chị đặt một cái đôi như này để chị đi mặc với. Chị cũng đặt một cái váy kim sa màu đỏ nữ hoàng bên em nhá. Đấy, chị đi cái đôi này thì phải nói là tuyệt vời xinh luôn. À, mẫu nào nhà chúng em cũng làm được chị nhá. Mẫu nào cũng làm được. Đấy, các chị thích mẫu nào là chúng em làm mẫu đấy luôn. Cái này nó để trông nó lằng ngoằng thế thôi, chứ đi lên chân nhìn nó tôn chân, nó trắng tinh, nhìn đẹp lắm. Siêu phẩm bít mũi đấy các chị ơi. Trời ơi này, một đôi bít mũi phải nói là lụa nhá. Ấy, chất lụa này bóng đẹp luôn này. Ui đóng chắc chắn thế này chỉ có ở bên em thôi các chị ạ. Này nhìn này, lụa này, làm gì có một cái đôi mà lụa mà nó lại óng ánh như thế này. Đấy, lụa thì đỏ tươi này, đen óng ánh này, form rất là chắc chắn này. Đế thì được lót su không trơn không trượt nhá. Giày này bản đế dày dặn chắc chắn này, mềm cực kỳ. Giày bên em là giày thương hiệu rồi nên các chị yên tâm đấy. Một mẫu tiếp theo đây các chị ơi. Đây nha, đây là một cái đôi chất này bằng nhung này. Các chị nhìn thấy không? Bản đế của nó chắc chắn không? Này, form dày dặn này, đế rất là chắc chắn luôn. Đây là chất nhung nhá. Với cái mẫu đen pha vàng này thì các chị rất là dễ phối đồ, phù hợp với các cô. Các chị mà thích cái sự trầm trầm một chút nhưng mà vẫn có cái sự sang trọng, đó là màu vàng lấp lánh ánh kim nhá. Thì đây là một cái đôi mà mình có thể lựa chọn để sẽ kết hợp với những cái bộ trang phục nào cũng được, rất là dễ phối đồ luôn các chị ạ. Này, nếu mà chị thích màu vàng thì chị đi ngay sang đôi này. Đôi này là một cái gọi là siêu phẩm, em hay đi chuyên đi cái đôi này, rất là đẹp, thoáng chân và đẹp này. Đế vàng gót nhũ da. Đấy, toàn hoàn toàn bằng da hết. Đế su rất là chắc chắn luôn. Đôi này cực thích, em chuyên đi đôi này. Đấy, đi đôi này rất là đẹp chân nhá. Lên form chân rất là đẹp luôn và đi cực bền, cực êm. Ai cũng đi được. Về mà làm mẫu đôi này thì thôi phải nhức nhối, đẹp nhức nhối, 10 người khen cả 10 luôn. Đôi này đẹp lắm, em toàn đi đôi này mà. Đi thích lắm, mềm êm lắm, sướng lắm. Mà nó lại lóng lánh đấy chứ. Lên sân khấu này, mềm này. Đấy, nó lại lên sân khấu nó lại lấp lánh, xong nó có cái dây mà luồn gầm đây này,
Đấy, cái dây luồn gầm này là buộc qua gầm chân của mình luôn này, đi rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đây nhá, đây là cái mẫu giày khiêu vũ thể thao. À, vừa đi chơi gọi là đa năng đấy, đế của nó là đế không xương, đi rất là mềm êm, chân chắc chắn và lại rất là đẹp nữa, đế này rất là chắc chắn luôn đấy. À, đây là cái dòng nhập khẩu cao cấp, chất da có thông hơi đấy, có thông hơi này đấy, chất da rất là đẹp, có thông hơi luôn, đi rất là đẹp, rất là êm đấy, chắc chắn nhá. Đấy, đôi này thì vừa đi khiêu vũ được, vừa đi chơi được, vừa nói chung là đa năng mà đi rất là sang trọng luôn, rất là đẹp. Đây là một cái mẫu giày khiêu vũ thể thao nhé, bằng chất da xịn sò các chị ạ. Này, rất là đẹp, ồ, chất luôn này, da trắng tinh xịn sò, đế cao 5 phân rưỡi đấy, đế cao 5 phân rưỡi, rất là tôn dáng này. Đấy, dòng nhập khẩu cao cấp, rất là xịn luôn. Đấy, trắng tinh, trắng nõn luôn. Đấy, từ cái dây của nó cũng xịn các chị ạ. Này, đường may này, chắc chắn này, da này, rất là đẹp luôn này. Đế, đấy, đế này là dòng nhập khẩu cao cấp, đế chắc chắn này. Đấy, căng đét luôn. Đế thì đế không xương nhé, rất là dễ đi, êm mềm chân. Đấy, đi rất là sang trọng, đi khiêu vũ, đi dân vũ hay là đi chơi cũng rất là sang xịn. Đi một đôi giày như này lên thì phải nói là đẳng cấp luôn. Đây gọi là đẳng cấp chứ không phải là chất nữa rồi, mà gọi là đẳng cấp rồi. Đấy, sang lắm. Đôi này mà các chị đi vào thì người ta chỉ nhìn chân thôi. Nhìn chân đẹp thật, thì công nhận sao mà đẹp thế. Thì sang trọng luôn, sang chảnh luôn. Đẹp thật. Ừ, đẹp nhỉ, đẹp quá. Form giao cắt em qua xuống đây em để trên kia. Ôi đẹp thế, dạ đẹp, cào đẹp, cái đùi xanh này đẹp ra mà. Cái dao em để trên kia, cái gỗ ở trên kia em không. Ui đẹp thế, đế này mềm này, không tưởng tượng, đi sướng đời luôn đấy nhỉ, đi đến mềm một êm chân đã đời.